top 7 kỷ lục Guinness Thế giới kỳ lạ nhất năm 2022. Một người đàn ông ở Wisconsin với làn da hút không khí bất thường. Ông lập kỷ lục khi giữ được 10 lon nước ngọt sống quanh mặt và xung quanh đầu cạo trọc của mình nằm yên vị trí trong ít nhất 5 giây. Ibrahim Sadek ở Nasiriyah, Iraq đã giữ được 18 quả trứng trên mu bàn tay của mình. Anh cùng Jack Harris, Anh đồng sở hữu kỷ lục đặt nhiều quả trứng nhất trên mu bàn tay. Jacob Chandler ở Oregon, Mỹ đã tìm thấy tất cả 26 chữ cái tiếng Anh trong chén súp chữ cái và sắp xếp chúng theo đúng thứ tự trong 2 phút 8,6 giây. Người đàn ông có bụng sắt ở California, Gregory Foster, đã ăn 10 quả ớt Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới, trong 33,15 giây. Hiệp hội những người cùng họ cùng tên Hirokazu Tanaka của Nhật Bản được thành lập vào năm 1994 bởi ông Hirokazu Tanaka đã tập hợp được 178 người tại một buổi họp mặt ở Tokyo hồi tháng 10. Kỷ lục gia David Rush đã giành được danh hiệu kỷ lục Guinness Thế giới thứ 250 khi dùng hơi thở để thổi một hạt đậu bay xa hơn 15,88 mét trên mặt sàn bằng phẳng. Các đối thủ trong giải vô địch dâu và ría quốc gia năm 2022 ở thành phố Casper, bang Wyoming, Mỹ đã hợp tác để thắt dâu lại với nhau, tạo thành một chuỗi dâu dài phá kỷ lục 54,72 mét. Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.